Triều Nguyễn mến chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của Triều Nguyễn. Hôm nay Triều Nguyễn lại tiếp tục review và gửi đến quý anh chị mình một mẫu nhà giá rẻ nha cô chú anh chị. Căn nhà của mình được tọa lạc tại sát quốc lộ 50. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển ra quốc lộ 50 thì mình đi khoảng đâu đó 100m thôi nha quý anh chị. Đường vào nhà của mình sẽ cho mình đường ô tô, đó, đường rất là rộng rãi và thông thoáng nha. Căn nhà của mình ở một cái khu rất là đông đúc luôn. Với diện tích nhà của mình là ngang 4m, chạy dài vô là 10m, được thiết kế là một trệt một lầu. Nó có hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh nha quý anh chị. Và căn nhà của mình được bán với mức giá đúng 600 triệu thôi. Đúng 600 triệu là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái mẫu nhà một trệt một lầu, dân cư ở rất là đông đúc và sầm phất luôn. Ở đây thì mình đi chợ búa đâu cũng rất là gần nha quý anh chị. Mình đi về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm khoảng 30 đến 35 phút nha. Ở đây thì dân cư ở khá là đông rồi. Cái dãy này thì cái căn nhà của mình sẽ nằm ở phía trong đó, cách cái đường xe hơi thì đi có vài bước chân là đã ra tới đường xe hơi rồi nha quý anh chị. Giờ Triều Nguyễn mời quý anh chị mình cùng Triều Nguyễn vào bên trong để mình khám phá không gian trong nhà nha. Đó, lối đi vào nhà mình sẽ cho mình lối đi khoảng 2m nha quý anh chị. Nãy này thì mình có thể di chuyển được chiếc xe ba gác tới tận nhà nha. Từ vị trí căn nhà của mình á, mình đi về các quận huyện thì đi khá là đường xá thì rộng rãi thông thoáng, dân cư ở thì rất là đông đúc và tấp nập luôn. Ở đây thì ống cống đồ cũng đã lắp đặt bài bản hết rồi, điện thì cũng đã vào chính thức nè, nước thì nước của thế cục nha quý anh chị. Và đây sẽ là mẫu nhà Triều Nguyễn sẽ gửi đến quý anh chị mình. Phía trên sẽ cho chủ nhà đã treo cái mái che ra luôn rồi nên rất là mát luôn. Căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng tây nam nên rất thích hợp với gia đình nào đang cần tìm nhà hướng tây nam để mua ở hoặc là mua đầu tư kinh doanh bao xin lời nha quý anh chị. Căn nhà của mình là được vừa mới tăng trang lại luôn nên đạt mới khoảng 95% rồi nha quý anh chị. Mình mua về chỉ cần dọn đồ vào ở thôi, không cần phải sửa sang gì nữa cả. Với diện tích nhà thì ngang 4, chạy dài 10 nha quý anh chị. Ở ngoài mặt diện ngoài thì bên đơn vị Triều Nguyễn sẽ ốp lát gạch đá bóng kính nha quý anh chị, càng lau càng bóng luôn. Và lớp cửa này thì sẽ cho mình là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha quý anh chị, rất là dày dặn và chắc chắn nha. Và đây sẽ là không gian phòng khách. Thì không gian phòng khách thì bên đơn vị Triều Nguyễn sẽ lót gạch phía dưới là gạch đá bóng kính, càng lau càng bóng luôn. Tường thì ốp tặng lên cao rồi, trần là trần cao như khói nè, có bóng đèn lon và đèn thứ hai thắp sáng hết căn nhà rồi nha quý anh chị. Với pháp lý căn nhà của mình sẽ so mình là công chứng bi bằng nha quý anh chị, công chứng bi bằng. Mình ra công chứng thừa phát lại nha, ký mua bán hai bên và được bán với giá chỉ có 600 triệu thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi nha. Căn này là giá rẻ nhất luôn rồi đó nha quý anh chị, đúng 600 triệu mà với diện tích nhà ngang 4 chạy 10 mà một trệt một lầu, khó có căn thứ hai lắm nha quý anh chị. Đó, nhanh tay gọi trực tiếp cho Triều Nguyễn để mình có thể xuống sở hữu mấy cái mẫu nhà này luôn. Vì bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của Triều Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí nha cô chú anh chị. Nên cô chú anh chị mình cứ an tâm gọi ngay cho Triều Nguyễn hoặc là các bạn với Zalo với Triều Nguyễn, Triều Nguyễn sẽ gửi thông tin chính xác để cho cô chú anh chị mình nắm bắt kịp trước khi mình đi xuống đây xem nhà luôn nha quý anh chị. Căn nhà của mình rất là tiện nha, cách đường xe hơi chỉ có vài bước chân thôi là mình đã ra tới đường xe hơi rồi đó. Và mình tiến xuống đây sẽ cho mình là một cái không gian bếp. Thì cái không gian bếp đây cũng khá là rộng nha quý anh chị, cũng đã lắp đặt tủ bếp trên nè và tủ bếp dưới rồi. Mặt đá là mặt đá hoa cương, bộ bị nóc 304. Bên chủ nhà có để lại cho mình một thanh sắt để mình có thể chạy xe lên xuống nha quý anh chị, nên rất là tiện luôn, không cần phải làm về, không cần phải làm thêm miếng nữa nha. Và đây là không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị Triều Nguyễn sẽ thiết kế ở giữa dưới chân cầu thang, giúp tiết kiệm không gian cho căn nhà của mình luôn nha quý anh chị. Xem đến đây rồi quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho Triều Nguyễn để mình có thể tiện theo dõi mẫu nhà mới giá rẻ hàng ngày nha quý anh chị. Đó, giờ Triều Nguyễn mời quý anh chị mình cùng Triều Nguyễn lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây sẽ là tầng trên của gia đình mình. Trên đây sẽ thiết kế cho mình là hai phòng và một cái không gian nhà vệ sinh nha quý anh chị. Đây là phòng đầu tiên ở cuối dãy nhà, đó có không gian cửa sổ nè. Căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái tông màu xanh rất là nhẹ nhàng và thoải mái luôn nha quý anh chị. Căn nhà của mình đi chợ rất là gần nha, mình đi tầm đâu đó tầm khoảng trong bán kính là 500m đó lại là mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn. Thì không gian nhà vệ sinh được thiết kế ở giữa hai phòng cho tiện gia đình mình sinh hoạt hàng ngày nha quý anh chị. Đó, toàn bộ cửa phòng của mình sẽ cho mình là toàn bộ là cửa gỗ hết luôn nha quý anh chị. Và đây là phòng thứ hai sẽ cho mình là một cái ban công ở phía trước nhà, thì cũng đã lắp đặt đèn nè, dây chờ máy lạnh đồ đầy đủ hết rồi nha quý anh chị. Căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng tây nam nên sáng thì mát, chiều thì nắng nhẹ tí nha cô chú anh chị. Ở đây thì dân cư ở cũng khá là đông rồi, gần trường học nè, gần ủy ban, ngay siêu thị cấp mát luôn nha quý anh chị. Nó ở đây mình ra siêu thị sát bên luôn, đi chưa đầy 200m nữa ra tới siêu thị cấp mát rồi.
À, giờ đi sắm sửa hay là mình đi mua đồ đạc thì cũng rất là tiện luôn. Giờ chị Nguyễn mai quý chị mình cùng chị Nguyễn tiến xuống không gian phòng dưới, chị Nguyễn sẽ nói là giá và vị trí chính xác luôn nha. Nãy giờ quý anh chị mình cũng đã được bên đơn vị chị Nguyễn quay sơ cái đường đi vào nha và không gian tầng trệt lên tới trên lầu rồi. Căn nhà của mình với diện tích ngang 4 mét chạy dài vô 10 mét, được thiết kế là một trệt một lầu. Nó có hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh, được bán với mức giá chỉ đúng 600 triệu thôi nha cô chú và anh chị. Mình có thể với pháp lý là mình có thể ra cầm chứng vi văn. Và căn nhà của mình được tọa lạc đây là sát trục đường quốc lộ 50, ngay siêu thị Cấp Mát luôn, ngay cầu Gành Duột mới nha quý anh chị. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm chỉ có khoảng 25 đến 30 phút thôi. Đó, nhà mình thì cách cái đường ô tô thì chỉ có đi vài bước chân thôi là ra tới đường ô tô rồi nha quý anh chị. Thật là tuyệt vời, một cái căn nhà giá rẻ hiếm gặp nha cô chú anh chị. Hãy nhanh tay gọi trực tiếp cho chị Nguyễn để mình có thể xuống xem thực tế với cái mẫu nhà này nha. Thì xem đến đây rồi, quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha. Và chị Nguyễn cũng xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo.